Hello và xin chào tất cả các bạn nha. Ở giáo viên làm mình sẽ chơi Flying Zombie. Đấy, có những con máy bay rồi này. Zombie ở đâu ta? Con bóng bay nó lại ở trên đằng kia rồi. Rất
kia nó không mua được, à nó không giết hết được bọn người dưới sông. Phát chết luôn được con. Con này đứa xe yếu thật. Mà sao con ba nó khỏe thế chứ mày. Thấy trên 5 con rồi. Mày đọc xuống rồi con.
Thế thì anh sẽ xuống đây. Ok, mình nhận diện Kamikaze. Trời ơi, đêm quá là to rồi. Rất đi ăn. Chết đi. Dùng luôn Kamikaze đi. Đêm to thật. Nhiều xuống chỗ nâng cấp rồi sao? Dừng này máu mình làm sao solo được. Cô không ra hết. Nào. Màu hồng thôi. Đã nâng cấp được rồi. Nâng cấp được ngay cái gì đâu. Vẫn đừng mở tích ở đây à. Wow. Đây mình có khá là nhiều đấy. Nó hết tiền rồi, tôi không sai hết. Nhìn với bao mắt là tôi. Thằng này không hay. Thank you.
bí ngô của cái xẻng này. Chơi thằng một cung tên đi. Holy. Chào. Cái mong không trúng con này. Mèo rồi. Thế mình chết luôn. Chạy mình xin cao. Mình bình lên thấp. 16 là vỡ đầu này. Ui dồi. 16 là trúng đầu đấy. Finish him. 18 nha. Bay đầu. Fatality. Ok nào, mình sẽ đến với Top Friend này. Cho nó ăn. Ăn đi này. Ăn xong rồi đi làm việc đi. Ra ngoài nhặt rau nghe. Trồng lại cây nào. Có một thằng vẫn đứng chơi đúng không nhỉ?
đi cất nhà đi. Ok và đã là việc của mình rồi. Mình sẽ đến với game khác thôi. Euclid nè. Nâng cấp xe tí nào. Đắt quá. Qua rồi. Chạy đồ xăng. Ván này không thể chơi được, mình chơi ván đối thôi. Ván đối cho mình nghe rất là khỏe đấy. Mình nhìn nét hả? Năm mươi mét rồi đó. Qua rồi. Rồi. Bay cao quá. Cuối cùng đến mà chết trước của sắp đến nơi thử thách rồi mà chết. Ok, tiếp theo nào, mình sẽ chơi Run Segway. Mình đang bay rất là cao rồi đó. Mình
bao giờ mình chơi đủ với độ mình có một người chú ý hộ thân là bên mình, mình như thế nào để có thể chạy tiếp được. Yo, đủ rồi. Trời ơi, cao. Hãy subscribe cho hơi dính pin ra rồi mình rồi này. Ok nào, tiếp tục là mình sẽ chơi một ván Aqua Park đi. Thế hiện mình đang xếp thứ 9. Đồng thế. Để ta lên. Thế cứ để cho này đẩy mình lên thôi. Vâng, video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.